Mời các bạn đến bài toán quy đồng mẫu số các phân số tiếp theo. Ta có ví dụ sau. Quy đồng mẫu số 2 phân số 7/6 và 5/12. Ở hai phân số này ta nhìn thấy mẫu số chung là 12. Vì 12 chia hết cho 6, 12 chia 6 bằng 2. Vậy khi quy đồng mẫu số 2 phân số 7/6 và 5/12, chúng ta chỉ cần quy đồng phân số 7/6. 7/6 khi quy đồng, ta sẽ lấy 7 nhân 2 trên 6 nhân 2 bằng 14/12. Ở phân số 5/12, ta có mẫu số chung là 12, như vậy phân số 5/12 sẽ được giữ nguyên. Vậy quy đồng mẫu số của 7/6 và 5/12 được 14/12 và 5/12. Nói tóm lại, khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung, ta sẽ làm như thế nào? Ví dụ, quy đồng mẫu số 2 phân số 7/6 và 5/12, thì ta nhìn thấy mẫu số chung là 12. Vậy chúng ta chỉ cần quy đồng phân số 7/6 sẽ bằng 7 nhân 2 trên 6 nhân 2 bằng 14/12. Phân số 5/12 sẽ được giữ nguyên. Vậy quy đồng mẫu số của 7/6 và 5/12 được 14/12 và 5/12. Đây là cách trình bày bài của dạng toán quy đồng mẫu số 2 phân số, trong đó có một phân số là mẫu số chung. Vậy khi quy đồng mẫu số 2 phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung, ta sẽ làm như sau. Bước thứ nhất, ta sẽ xác định mẫu số chung. Bước thứ hai, tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy thương tìm được, nhân với tử số và mẫu số của phân số kia, giữ nguyên phân số có mẫu số chung. Mời các bạn làm phần bài tập.